Bây giờ nói tóm lại là cho đến thời điểm này, cái mà em cảm giác là em muốn chia sẻ với chị hoặc là với anh Thuận, cái điều mà em bức xúc hoặc cái điều mà em bị cần đó, ức chế để chồng em có thể bỏ được cái điều đó. Giống như là cái chuyến bay vừa rồi á, đi cùng vợ nhưng mà cứ khen cái cô ở trước, ôi trời ơi sao em xinh thế, xong rồi hôm nay em mặc cái áo này hợp với màu da em thế, mà ôm con vẫn đang ôm con tán thưởng một em khác đúng rồi. Thế mà lúc em bên cạnh luôn, em nghe hết. Em nghe hết ạ. Rồi em phản ứng sao? Thì là em cũng quen nhưng mà mình vẫn ức chế lắm. Nhưng mà nói anh ấy nhiều lần lắm rồi nhưng mà anh ấy cũng cứ không nghe, cứ kệ. Thế em có để ý cái thái độ của cái cô mà được khen như thế nào không? Bạn ấy thì hầu như bạn ấy không để ý, với cả bạn ấy ngại quá. Trước mặt vợ mà một anh ấy cứ khen cứ mình như thế. Rồi lúc đó em có tỏ thái độ với chồng em không? Lúc đấy thì em chưa tỏ thái độ, nhưng mà sau về em mới bắt đầu em bảo là anh ơi anh đừng như thế, em biết là đùa rồi nhưng mà có trước mặt vợ đấy thì cũng phải giữ thể diện cho vợ một tí. Nhưng mà chuyện nó xảy ra nhiều lần không? Đã nhiều lần rồi. Lần nào em cũng về em nói cái điều đó với chồng em. Dạ. Nhưng mà chồng em vẫn không thay đổi và chuyện đó vẫn lặp lại cho tới giờ phút này. Vâng, chồng em nghĩ là đấy là bình thường. Lý do tại sao em lại như thế? Bản chất của em thì người tình cảm, và nhất là những cái cô gái thì mình cũng muốn là để là giao tiếp với các vui, vâng vui ạ. Và em về tâm lý nên là em cũng đùa vui để cho cái cuộc rồi, sống không tức quá để đó cho chị giống câu hỏi không để đó cho chị. Em nói em là tâm lý đúng không? Thế tại sao em không nghĩ là tâm không lý. Hiểu được cái tâm lý của vợ em đó, mình cũng muốn bất hỏi cứ vậy. Một người phụ nữ nào cũng vậy, chồng của mình á không muốn san sẻ cho ai hết về cả thể xác lẫn tâm hồn, đúng không nè? Dạ. Chị nói ví dụ nha, em đi một mình em nói điều đó với cô gái đó có thể chấp nhận được, là và có thể chấp nhận cái sự biện hộ của em là em muốn đem lại niềm vui cho những người xung quanh em, ok. Nhưng em tại sao em là tâm lý mà em không hiểu được rằng khi em đem lại niềm vui cho cái cô gái đó thì đồng lúc là em đem lại nỗi buồn cho vợ em, sự ức chế cho vợ em, mà chưa chắc gì cô gái kia đã vui. Nếu là chị đi, em khen chị là chị ngại lắm ạ, chị ngại với vợ em ạ. Bà Hồng Dân này rất ngại với bà Hồng Dân kia đúng không? Đúng không? Dạ. Như vậy là em đúng hay sai? Trả lời chị một câu một thôi. Có một chút sai. Em cũng xin nói lại, nó chỉ là một cái nghề nghiệp đúng nghề không? Nghiệp. Lại biện hộ cho nghề nghiệp. Đây anh Bin đây. Anh Bin làm trực diện luôn trong cái nghề nghiệp. Đã. Là đạo diễn nè. Đạo diễn biết bao nhiêu những cô gái gọi là diễn viên trẻ đẹp. Chưa bao giờ thấy khi có mặt vợ mình mà anh Bin làm một cái điều gì đó cho vợ của anh Bin bị ức chế và bị buồn. Lúc nào cũng vậy hả? Có mặt cô vợ của anh Bin là lúc nào cô tươi như bông vậy đó. Và chính cổ là cái người chủ động đi giao tiếp mà vui vẻ với tất cả các bạn diễn viên nữ trong đoàn. Và điều đó cho chị một cảm nhận rằng anh Bin thực sự là một người có tâm lý với mọi người xung quanh và với bà xã của mình. Dạ. Chị muốn em xác định lại một lần nữa. Dạ. Cái điều em làm là đúng hay sai? Điều em làm chấp nhận là em sai. Và em nhân đây thì có những cái giây phút em gọi là nói quá, thì em xin phép anh chị là em xin lỗi vợ em. Nhân chương trình này em xin lỗi vợ và xin vợ hiểu và thông cảm cho em. Và xin từ đây nhá. Dạ. Từ đây trở đi. Từ đây trở đi em là chỉnh chu hơn những cái câu nói, đúng lời rồi. Nói của em. Và em muốn tặng cho vợ em bằng một nụ hôn. Dạ. Đó quá hay rồi, vợ đứng lên nhận hôn liền. Dạ. Nhận liền em, cái này là mình phải hưởng liền em. Rồi, chúc cho các bạn có một chuyến du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, đến với chương trình Vợ Chồng Son toàn vẹn và mỹ mãn. Dạ. Cảm ơn.